ôn tập phẩm giá mắc cáo quốc giá từ 7 đến câu số 20. Mong rằng trong gian diễn ra buổi ôn cuối tuần, tất cả chúng ta, tất cả những người con Phật, những người tham gia lớp học, chúng ta có cái khả năng, điều kiện tốt, chúng ta hẳn xung phong tham gia cái buổi ôn tập bằng cách cầm mic và đọc lại những cái bài học, đọc lại những câu kệ ngôn pháp cú bằng tiếng Pali, bằng việc bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, và thêm một phần nữa đó là duyên sự ở tại trang lungshop.net. Chính vì điều này, chúng ta sẽ lần nữa ôn học lại câu kệ ngôn pháp cú bằng cả tiếng Pali, bằng cả tiếng Việt, và ôn lại cái duyên sự của những câu kệ ngôn pháp cú này. Mong rằng đây là những cái phước báo trong ngày, đầu ngày cũng như là cuối ngày ở tùy nơi, bắt đầu cho một cái ngày mới hoặc là kết thúc của một ngày, hỗ trợ cho tâm thiện, tấm lòng học đạo của tất cả chúng ta bằng cách này hay cách khác. Và bước đầu tiên thì Tịnh Đạt sẽ đọc lại cùng quý vị. Chúng ta có những bài học chuẩn bị sẵn, cùng nhau đọc lại cả bốn câu kệ ngôn pháp cú này một lượt bằng cả tiếng Pali và cả tiếng Việt. Sau đó sẽ là những bàn tay xung phong của quý vị, chúng ta cùng nhau chọn để mà ôn tập. Biết những vị nào có khả năng chúng ta kệ pháp cú thì chúng ta đọc xong rồi chúng ta ngâm kệ một hai lần. Như vậy bà con rất là hoan hỷ. Bây giờ có lẽ tất cả đã sẵn sàng. Tịnh Đài xin mời tất cả chúng ta cùng nhau để đọc lại bốn câu kệ ngôn pháp cú này. Phẩm song yếu Yamaka Wakka, câu số 17. Ita tapati pecha tapati Baba kare upaya tapati Papang meki tapati Piyo tapati duka tinggato Ita tapati pecha tapati Baba kari upaya tapati Apang me apa hiyo tapati dukkha tingato. Nay tháng đời sau tháng kẻ ác ăn, nó than ta làm ác đò cõi dữ than hơn. Nay tháng đời sau tháng kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác đò cõi dữ than hơn. Câu 18. Ita nan dati pecha nan kata bunyo upayata nan dati bunyang me katanti nan dati hiyo nan dati suka tinggato. Ita nan dati pecha nan dati kata punyo upayatani punyang me katanti nandati hiyo nandati suka tingkato. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Câu số 19.
Om Vijaya Sai Tang Pasamano Natakaro Hoti Naro Pamato Gubhava Gavu Gana Yang Barisan Na Bhagava Samanya Sahoti Om Vijaya Sai Tang Pasamano Natakaro Hoti Naro Pamato Bhava gavu gana yang barisan na bhagava samanya sahoti. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phỏng vật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phỏng vật, như kẻ chăn bò người, không phần không hạt. Câu số 20. Abhami che sahi tang phasamano Dhamma sa ho nu tamma chari Garanca dosanca pahaya mohan Sammapacano suvi muta citto Anubaniyano itawahu rangwa Sa Bhagava Samanya Sahoti Abhami Jesahi Tang Pasamano Dhamma Sahoti Anu Dhamma Chari Karanca Dosanca Pahaya Mohan Sammapacano Suvi Mutacitto Anubaniyano itawahu rangwa Sa bhagava samanya sahoti. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tịnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự Phật sa môn hành. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tịnh giác tâm giải thoát, chấp của hai đời, dự phần sa môn hạnh. Sa thú, sa thú. Kính thưa toàn thể quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta ôn tập bốn câu kệ ngôn cuối cùng trong phẩm Giám Mắc Cá Quốc Cá phẩm Sâm Yếu. Thì trong bốn kệ ngôn này chúng ta gồm có tất cả là ba cái duyên sự tích truyền. Duyên sự thứ nhất là nói đến, đề cập đến ngài Devadatta, liên quan đến câu kệ ngôn số 17. Duyên sự thứ hai là duyên sự liên quan đến tích truyện nàng Sumana Devi, liên quan đến câu kệ ngôn số Pháp Cú số 18. Và cái duyên sự thứ ba là duyên sự liên quan đến tích truyện hai vị tỳ khu bạn Desahayaka Thiết Khu Quá Thú, liên quan đến hai câu kệ ngôn Pháp Cú liên tục, đó là nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú số 19 và số 20. Và đó là cái bài học ngày hôm nay chúng ta cần được ôn tập trong cái buổi học ôn tập cuối tuần. Và bây giờ đến tiếp theo, đó là xin mời tất cả quý vị, chúng ta có cái điều kiện tốt về không gian cũng như là về những cái điều kiện cầm mic, chúng ta hãy cố gắng xung phong để ôn lại Phật ngôn được lưu truyền cách đây hơn 2.500 năm. Và chúng ta đọc lại cái câu kệ ngôn kinh Pháp Cú và tích truyện tương đương để cho chúng ta và tất cả mọi người cùng nghe lại tấm nhung. Và thì xin trong chư tăng quý vị có mặt ở diễn đàn, chúng ta cùng nhau để mà xung phong
đưa tay để mà cùng nhau ôn tập. Xin mời tất cả quý vị ạ. Quý vị nào xung phong xin được ôn tập đầu tiên. Đại đức Tuệ Đức có ôn bài được không? Đại đức Tuệ Đức ơi. Cô Nhật Quỳnh, xin mời cô Nhật Quỳnh nha. Rồi. Dạ, sa thủ, con không thấy ai đưa tay nên con đưa tay. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều cho buổi ôn tập ngày hôm nay. Và xin bạch với sư, Đại đức Tuệ Đức nhắn tin cho con là sư đang bận, sư không có ôn bài, nên con đưa tay để con kính báo với sư luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Hà. Dạ. Dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cô tu nữ Tây Duyên đâu rồi, xích Đăng Đông mình tiên phong đi. Nếu không ai tiên phong, Nhật Quỳnh tiên phong làm trước nha. Xích Tình Phụng để mất quyền lợi ráng chịu nha. Rồi, mời Đăng Đông chọn câu mấy nha. Rồi, dạ, Cẩm Vân chọn câu 20. Rồi, nhận Đăng Đông chọn 17. Dạ, bây giờ nha, quý vị tới lúc quý vị đưa tay cái gì cắt lên cho Nhật Quỳnh biết. Nhật Quỳnh bữa nay có bổn phận bất bài nha quý vị. Bữa nay Vinh Bách Thanh Ná trốn rồi. Dạ, bây giờ mời Đăng Đông nha. Đăng Đông chọn câu mấy? Chọn 17. Rồi, mời Đăng Đông. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính lãnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tịnh Đạt, Đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 17. Ý tha tấp pa ti bát cha tấp pa ti pa pa ca ri u pha ya tha tấp pa ti pa bằng bề ca tầng ti tấp pa ti phầy vô tấp pa ti đúc ga tình ga tồn. Ý tha tấp pa ti bát cha tấp pa ti pa pa ca ri u pha ya tha tấp pa ti pa bằng mê ca tầng ti tập pa ti phầy vô tập pa ti đúc ga tình ga tồn. Nay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Và sau đây con xin kính đọc duyên sự. Tỳ kheo Đê Quá Đát Tá Đề Bà Đạt Đa là một người có tham vọng, trưởng quản hội chúng tỳ kheo tăng, nên ông ta mưu hại Đức Phật và chia rẽ tăng đoàn. Mặc dù việc ám sát Đức Phật bất thành, nhưng đã gây thương tích cho Ngài. Chính do ác nghiệp này mà Đê Quá Đát Tá trong những ngày cuối cùng của cuộc đời đã sống trong tâm trạng gay rất khổ đau. Quá hối hận, ông ta muốn sám hối với Đức Thế Tôn. Nhưng khi người ta khiêng ông ta đến chùa Chê Tá Bá Ná, khi vừa đặt chân xuống đất thì bị đất sụt và chết một cách thê thảm. Đê Quá Đát Tá sanh vào địa ngục A Tỳ. Sự kiện này được báo lên Đức Phật. Ngài đã thuyết kệ ngôn trên và xin chấm dứt. Kính mời Sis Trần Phụng. Dạ, dạ, sa thú con cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, và con kính lãnh lễ ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng.
Dạ con kính năm lỡ đọc kính năm lỡ quý sư quý cô tu nữ. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con chọn câu 18. Dạ con thích, con thích sướng nha con, không thích than. Dạ con xin đọc. Ithanan dati lechanan dati kata bunyo uta yatha nan dati bunyang me katan ti nan dati hiyo nan dati sugatin gato ithanan dati lechanan dati kata bunyo uta yatha nan dati buồn nhân mê cách tàn tí nàn đá tí thiêu dô nàn đá tí sức gia tình gia tô nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng nó sướng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. Và đây là phổ thơ của Nga Hòa Thượng Thích Minh Châu và cho con kể. Tha nam đa ti bệt cha nam đa ti kết ta buôn nhô úc pha dân ta nam đa ti buôn nhẹn mê kết tân ti nam đa ti phiêu cho nam đa ti su gan tin ga tô tha nam đa ti bệt cha nam đa ti kết tán buôn nhô uka yat tha nan đa ti buôn nhẫn mê kết tán ti nan đa ti phiêu yo nan đa ti su ga tin ga tô. Dạ cha con được đọc duyên sự. Dạ alo ạ. Dạ alo đạo tràng còn nghe con không vậy? Dạ dạ con cảm ơn. Dạ cho con đọc lại duyên sự ạ. Dạ là duyên sự câu cấp cứu số 18 là người con gái Úc của ông cấp cô độc là nàng Sumana Devi, một tín nữ đã đắc tu đời vượt hàm. Hàng ngày cô thường thay mặt cha đảm trách phận sự hộ tăng. Nàng Úc bị bệnh đột ngột, cha nàng đến thăm và hỏi han. Nàng Úc trả lời với cha rằng: chị sợ chết đâu em, và gọi cha là em. Sau đó chết một cách bình thản. Trưởng giả cấp cô độc lấy làm buồn, tưởng con gái mình bị mê sảng trong giờ phút lâm chung và như thế sẽ không tốt cho việc tái sanh. Ông cấp cô độc đến hầu Phật và trình bày. Đức Phật cho biết nàng Sumana đã tạo nhiều phúc lành nên sau khi chết đã sanh về cõi trời cõi vui rồi. Sở dĩ lúc gần lâm chung mà cô ấy có thái độ xưng hô với cha như vậy, vì ý cô muốn nói cô đã đắc tu đà hàm cao hơn quả vị tu đà hường của cha. Rồi Đức Phật thuyết bài kệ trên để an ủi ân cấp cô độc. Dạ con đã đọc hết rồi. Dạ con xin dâng biết tạ đạo tràng. Dạ con cảm ơn quý cô chú đã bóp bài cho con.
Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc ôn bài kệ số 20. Áp bâm tí chê xá hí tá ba xá ma thăm mát xá hồ tí á nú thăm má gia ri ra ganh chá đô xanh chá phá hà giá mô hằng xâm náp phá cha nô xú quý mút tá chít tô á nú pà đi gia nô ý tha hòa hú răng hòa xá pà gá hòa xà mình nhát xá hồ tí áp bầm tí chê xá hí tá bà xá ma nô thầm mát xá hồ tí á nú thầm má cha ri ran chá đồ sanh chá phá hà giá mô hằng xâm náp phá cha nô xú quý mút tá chít tô Anu pa di ya no ý tha hòa hú răng hòa sa pa ga hòa sa manh nhát sa hồ tí dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp từ bỏ tham sân si tỉnh giác tâm giải thoát không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp từ bỏ tham sân si tỉnh giác tâm giải thoát không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tại sao Quá Thí có hai vị tỳ kheo là bạn thâm giao? Sau khi xuất gia, một vị đã học thông suốt giáo lý, thuyết giảng nhiều cho hội chúng, nhưng còn là tầng phàm tăng. Vị khác thì mặc dù ít học, ít thuyết pháp nhưng đã tinh tấn hành pháp và chứng quả A-la-hán. Một ngày kia, khi cả hai cùng gặp nhau ở trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng cố tình gây khó cho vị thánh tăng bằng cách hỏi các câu gút mắt trong kinh điển. Biết rõ ý định thấp hèn ấy nên vị Phật đã nêu ra vài câu hỏi có liên quan đến sự chứng ngộ giáo pháp. Vị thánh tăng với kinh nghiệm thực chứng đã trả lời thông suốt, còn vị phàm tăng thì không thể. Nhân dịp này, Đức Phật khen ngợi vị thánh tăng dù không học nhiều kinh điển nhưng đã thực hành trọn vẹn giáo pháp nên đã thành tựu sa môn quả hết. Dạ, cảm ơn, mến mời bằng tay của Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 18. Dạ. Ita nan dati vecha nan dati gata punyo uva yata nan dati punyang me gata nti nan dati vityo nan dati suka ting gatu. Nay sướng đời sao sướng, làm phước
hai đời xứ, đó xứ ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xin phép được kể. Y tha nan da ti, pen cha nan da ti, ca ta pun nhô, và yan tha nan da ti, pun nhang mê ca tâm, ti nan da ti, vi nhô nan da ti, sư ca tinh ca tu. Y tha nan da ti, pen cha nan da ti, ca pun nhô, và dặn thân đã đi cùng nhắm mê cả tâm thì thân đã đi vì vô năng đã đi sự cá tinh đã tu để con xin phép được đọc biên sự. Con không thấy không? Dạ thưa con không thấy nhân sự thưa thưa cô. Dạ, thế bây giờ con thấy được vài lời nha. Người con gái út của ông cấp cô độc là nàng Sumana Devi, một tín nữ đã đắc tư đà hàm. Hàng ngày cô thường thay mặt cha đảm trách phận sự hộ tăng. Nàng út bị bệnh đột ngột, cha nàng đến thăm và hỏi han. Nàng út trả lời cha rằng chị không sợ chết đâu em, và gọi cha cấp cô độc đến hầu Phật và trình bày. Đức Phật cho biết nàng Sumana đã tạo nhiều phúc lành nên sau khi chết đã sanh về cõi vui rồi. Sở dĩ lúc gần lâm chung mà cô ấy có thái độ xưng hô với cha như vậy, vì ý cô muốn nói cô đã đắc tư đà hàm cao hơn quả vị tu đà hồn của cha. Rồi Đức Phật thuyết bài kệ trên để an ủi ông cấp cô độc. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ dạ từ mẫn con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Bình Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tề Duyên cùng quý chư hộ pháp, quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu 20. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết cái tín hiệu. Abham biche sahita pha samano thamma ho ti anuk thamma jari ra ran cha do san cha ba ha ya moham samma ba ya no sumi suvimukta chito Anubadhyano itha wahu rangwa
Sa-pha-ga-wa-sa-man-nya-sa-hô-ti. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp. Từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát. Không chấp thủ hai đời. Dự phần sa môn hành Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bẩm bi chê sa hi ta pha sa ma nô tham ma sa ho ti anuk tham ma cha ri ra ran cha do san cha ba ha ya mo hang sam ma ba ya no Suy mục ta chính tô Anu ba di cha no y tha wa hu rang hoa Sapa ga wa samanya sa ho ti Abam bi chê sa hi ta pha sa ma no tham ma sa ho ti anuk tham ma cha ri ga ran cha do san cha ba ha ya mo hang sam ma ba ya no Suy mục tát chính tô Anubadiya no itha wa hu rang wa sa pha ga wa sa man nhan sa ho ti Bam bi che sa hi ta pha sa ma no tham ma sa ho ti anuk tham ma cha ri ra ran cha do san cha ba ha ya mo hang Sammapaya no si mukta kitto Anubadi jano itha wahurangwa Savagawa samanya sahoti Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp. Từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát. Không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại Sawatthi, có hai vị tỳ kheo là bạn thâm giao. Khi xuất gia, một vị đã học thông suốt giáo lý, thuyết giảng nhiều cho hội chúng, nhưng còn là phàm tăng. Vị khác thì mặc dù ít học, ít thuyết pháp, nhưng đã tinh tấn hành pháp và chứng quả A-la-hán. Một ngày kia, khi cả hai cùng gặp nhau ở trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng cố tình gây khó cho vị thánh tăng bằng cách hỏi các câu gút mắt trong kinh điển. Biết rõ ý định thấp hèn ấy nên Đức Phật đã nêu ra vài câu hỏi có liên quan đến sự chứng ngộ giáo pháp. Vị thánh tăng với kinh nghiệm thực chứng đã trả lời thông suốt, còn vị phàm tăng thì không thể. Nhân dịp này, Đức Phật khen ngợi vị thánh tăng, dù không học nhiều kinh điển đã thực hành trọn vẹn giáo pháp, nên đã thành tựu sa môn quả. Dạ thưa, con đã đọc xong. Con kính cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Dạ quý vị hộ pháp, Nam Mô Bụt Tha Giả, con xin. Con thỉnh cô tu nữ Tuệ Duyên kế tiếp ạ. Dạ. Nam Mô Bụt Tha Giả.
sa thú và kính cảm ơn Đức Thầy Mộng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thần tâm linh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Trời Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú số 19. Bà hùng biết chê sahi tăng pha sa ma nô nát tắc ca rô đi na rô bát tu vô bồ quá gà vô gà gà na dằng bát rê sằng nát pha gà qua sa ma nhá sa hồ tí bà hùng biết chê sahi tăng pha sa ma nô nát tắc cà rô tí nà rô băm mát tô bồ bồ quá bồ quá gà vô gà nát dằn ba rê sằng nát phà gà quà xà mành nhá sắc hồ tí bà hùng bi chê ba hôm bi chế sai tăng pa sa ma nô na tắc ca rô ti na rô ba ma tô vô po qua ga vô ga na yang ba se sang ba rê san na pha ga wa sa man nha sa o ti ba hum bi che sai tang pha sa ma no na ta ka ru ti na ru ba ma to go po wa ga wo ga na yang ba de sang na pa ga wa sa ma nya sa o ti nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu và Duyên Sự vô 19. Tại Sao Quách Thi, có hai vị tỳ kheo là bạn thâm giao. Sau khi xuất gia, một vị đã học thông suốt giáo lý, thuyết giảng nhiều cho hội chúng, nhưng còn lại là phàm tăng. Vị khác thì mặc dù ít học, ít thuyết pháp, nhưng đã tinh tấn hành pháp và chứng quả A-la-hán. Một ngày kia, khi cả hai cùng gặp nhau ở trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng cố tình gây khó cho vị thánh tăng bằng cách hỏi các câu hỏi bút mắt trong kinh điển, biết rõ ý định thấp hèn ấy Đức Phật đã nêu ra vài hỏi có liên quan. Thánh tăng với kinh nghiệm thực đã trả lời thông suốt, còn vị phàm tăng thì không thể. Dạ. Nhân dịp này Đức Phật khen ngợi vị thánh tăng dù không học nhiều kinh điển nhưng đã thực hành trọn vẹn giáo pháp nên đã thành tựu sa môn quả. Dạ, cảm ơn sư Trần Đông đã bất tài. Dạ, bây giờ tự nhiên đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ là chưa thấy bàn tay của ai. Bây giờ tự nhiên xin xuống mic và kính mời mời Nguyên Tịnh. Nguyên Tịnh có nghe âm thanh của cô không? Dạ, kính mời Nguyên Tịnh tiếp tục chương trình.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ con, cho con thử này. Nghe nhỏ quá. Dạ để con. Dạ, yeah, Nhật Quỳnh kính mời Sức Trần Đạo. Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Trần Đạo? Dạ, yeah, Nguyên Định mít bị cha trục trặc. Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Trần Đạo có ôn bài được không? Dạ, yeah, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Trần Phụng. Alo, Trần Đạo có ôn bài được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, yeah, trong khi chờ đợi Sức Nguyên tỉnh chỉnh máy. Dạ, yeah, con xin được ông bài câu số 19. Trần Đạo ơi, nếu nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì xin mời bàn tay ngang. Ồ, Trần Đạo đang bận. Dạ, cảm ơn Rằng Đông. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôm câu 19. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nơ nắc tắc ca rơ hô ti na rơ ba ma tơ gơ bơ quá gà vơ gà na dăng ba rê săng na pha gà hoa sa manh nha sa hô ti. Dạ con tri ân sư, cảm ơn mình từ mạnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Ba hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nơ nắc tắc ca rơ hô ti na rơ ba ma tơ gơ bơ quá gà vơ gà na dăng ba rê săng na pha gà hoa sa manh nha sa hô ti. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phong vật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phong vật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kệ. Bà hùm bi chê sa hi tăng pha sa ma nơ đa tập ca rơ hồ ti na rơ ba ma tơ gơ vô ga ga vô ga na giang ba rê sang na pha ga qua sa mạnh nha sa hô ti. Bà hùm bi chê sa ha tăng pha sa ma nơ na ta ca rơ hồ ti na rơ ba ma tơ gơ bơ qua ga bơ ga na văn ba rê sang na pha ga qua sa mạnh nha sa hô ti. Dạ cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh duyên sự. Tại sao quá thi có hai vị tỳ kheo là bạn thông giao? Sau khi xuất gia, một vị đã học thông suốt giáo lý, thuyết giảng nhiều cho hội chúng.
Nhưng còn là phàm tăng, vị khác thì mặc dù ít học, ít thuyết pháp, nhưng đã tinh tấn hành pháp và chứng quả A-la-hán. Một ngày kia, khi cả hai cùng gặp nhau ở trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng cố tình gây khó cho vị thánh tăng bằng cách hỏi các câu vuốt mắt trong kinh điển. Biết rõ ý định thấp hèn ấy, nên Đức Phật đã nêu ra vài câu hỏi có liên quan đến sự chứng ngộ giáo pháp. Vị thánh tăng với kinh nghiệm thực chứng đã trả lời thông suốt, còn vị phàm tăng thì không thể. Nhân dịp này, Đức Phật khen ngợi vị thánh tăng dù không học nhiều kinh điển nhưng đã thực hành trọn vẹn giáo pháp nên đã thành tựu sa môn quả. Nam mô Bụt Tha giá và dạ, duyên sự đến đây đã chấm dứt. Và dạ, lý do con chọn câu số 19, con thích nhất câu này dạ, trong ba bài này. Nếu người nhiều kinh không hành trì phóng vật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh, để con luôn nhắc nhở con là mình học ít nhưng mà mình phải cố gắng hành trì theo lời dạy của Đức Thế Tôn để được sự lợi ích ngay đời này và đời sau. Dạ, nên con rất là thích cái câu này. Nam mô Bụt Tha giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ đức và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ mời Nguyên Tịnh nghe. Dạ, sa thủ, cảm ơn Nguyên Tịnh rất là cố gắng luôn. Nguyên Tịnh thử chạy ra ngoài, chỉnh máy rồi rồi chạy vô ngắn Nguyên Tịnh nha. Dạ, cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Tự Mận cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mến chào ba ông thân. Dạ, hôm nay là bữa ôn tập bài 3 bài kinh Pháp Cú số 17, 18, 19 và 20. Nên kính mời đạo tràng, vị nào có thể ôn lại câu từ 17 tới 20 thì xin đưa bàn tay lên và cho biết ôn bài nào thì Nhật Quỳnh sẽ post bài và Rạng Đông sẽ post như sự cho quý vị đọc ạ. Dạ, còn vị nào không ạ, xin cho bàn tay. Dạ, tội nghiệp Nguyên Tịnh quá, Nguyên Tịnh chạy ra lần nữa đi Nguyên Tịnh. Ba ông thần có ôn bài không? Ba ông thần cho Nhật Quỳnh một tín hiệu có ông bài, kính mời bàn tay ba ông thần. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, vậy là con không còn thấy bàn tay của vị nào ông bài. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi đúc kết bài học này đó. Cúng cùi rồi hả? Gì? Câu cúng cùi có ôm hay không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Alo. Rồi mời nha, chứ không phải là Nhật Quỳnh thỉnh để đức lên là xong ngay. Dạ, rồi mời ba ông thần. Hello, hello, mọi người có nghe con không ạ? Hello, trước hết con kính đảnh lễ quý sư ông đang hiện diện trong room. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý cô chú và anh chị. Dạ, con nghe câu cuối cùng là câu này đó, con nghe cô nói 17, 18, 19, 20 rồi con gửi, con nói là câu cuối cùng.
Là câu số 20 nha. Sao nhìn khó quá vậy cô? I try my best. Okay. Appam vichhe sahitappa samma no dhammasaho ti anuddham macchari rajan chato san chappa yamo hang sammappaccha no suvimutta citto anupadiya no idangwa hurangwa sapa gawa saman nhất xã hội trí. Con xin đọc lại lần nữa ạ. Appam vichhe sahitappa samma no dhammasaho ti anuddhammacari ragan chado san chappaha yammo hang sammappaccha no suvimutta citto anupadiya no itawa hurangwa sapa gawa saman nhất xã hội trí. Và sau đây con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dù nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Con không dám kể, con kể thành bài diễm xưa luôn á, con dám kể con sợ bị này cho con đọc duyên sự nha. Con xin đọc và duyên sự để con cái iPhone của con. Tại Sawat thì có hai vị tỳ kheo là bạn thâm giao. Sau khi xuất gia, một vị đã học thông suốt giáo lý, thuyết giảng nhiều cho hội chúng nhưng còn là phàm tăng. Vị khác thì mặc dù ít học, ít thuyết pháp nhưng đã tinh tấn hành pháp và chứng quả A-la-hán. Một ngày kia khi cả hai cùng gặp nhau ở trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng cố tình gây khó cho vị thánh tăng bằng cách hỏi các câu vướng mắc trong kinh điển. Biết rõ ý định thấp hèn ấy, tên Đức Phật đã đưa ra vài câu hỏi có liên quan đến sự chứng ngộ giáo pháp. Vị thánh tăng với kinh nghiệm thực chứng đã trả lời thông suốt, còn vị phàm tăng thì không thể. Nhân dịp này, Đức Phật khen ngợi vị thánh tăng, dù không học nhiều kinh điển nhưng đã thực hành trọn vẹn giáo pháp nên đã thành tựu sa môn quả. Xin hết ạ. Dạ, con đã đọc xong, con có gì sai con kính xin sư và quý cô chú nhắc nhở và sửa cho con ạ. Con xin xuống. Dạ, sa thú đành thai, kính cảm ơn ba ông thần. Nam mô Bích Thai giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng cung kính đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đúc kết bài học này, chương trình học ôn ngày hôm nay bằng kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, cô Tư Mẫn ơi, cô Tư Mẫn có muốn nói gì nữa phải không? Dạ, hồi nãy cô Tư Mẫn đã trả bài rồi mà. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Chắc cô Tư Mẫn bấm nhầm bạch sư. Thú xa thú ai. Dạ, và cái buổi ôn tập cuối tuần này đến cuối giờ, sát giờ kết thúc luôn. Kết thúc lúc 8 giờ. Như vậy là tinh thần học ôn tập quý vị rất là tốt. Và hy vọng rằng cái tinh thần này sẽ được gìn giữ và phát triển nhiều hơn nữa, nhiều thêm nhiều vị xung phong để mà ôn hơn nữa. Thì đó là một cái tín hiệu rất là vui, rất là tốt. Nhờ vì mà đọc đi đọc lại các cái câu công cờ môn pháp cú và các cái tích truyện đó
làm cho Tịnh Đạt có nhiều cái cảm xúc ở trong những cái lời quý vị đọc, quý vị kể. Thì thân mình á, mình quen rồi, nó quen cái âm thanh đó, nó quen cái ý tứ. Các vị đọc, các vị kể lại có một cái cảm xúc khác. Mỗi vị đều có một cái khả năng khác nhau. Điều đó rất là quan trọng. Một lần nữa xin được tán thán và tùy nghĩ với công đức của tất cả quý vị tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, và đặc biệt là tham gia lớp ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Mong cầu những cái phước lành, những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm bằng cả cái tấm lòng, bằng cả cái thân khẩu ý, chúng ta làm những cái thiện nghiệp ngày hôm nay sẽ là những cái phước duyên để chúng ta tiến bộ ở trong Phật Pháp, và là những cái duyên lành để mà Phật Pháp ở trong những đời tương lai và đạt đến được những cái kết quả cao thượng, là kết quả của đạo quả, giải thoát khỏi những cái phiền não luân hồi. Một lần nữa Tịnh Đàn xin được tán thán và tùy nghĩ với công đức tất cả quý vị. Và lớp học ôn tập cuối tuần của chúng ta tuần này đã kết thúc, và tuần sau thì chúng ta sẽ ôn tập tiếp theo, đó là câu kệ ngôn ở phẩm kế tiếp, là phẩm phẩm chánh niệm, phẩm không phóng dật. Thì chúng ta sẽ ôn tập từ câu 21, 23, 24 và câu 25. Chúng ta ôn tập 3 tích truyện, gồm có từ câu 21 đến câu 25. Và quý vị ghi chú dùm để chúng ta nhớ. Dạ vâng, từ câu 21 đến 25. Dạ, như vậy xin được kết thúc cái buổi ôn tập cuối tuần đây. Mong rằng chúng ta sẽ tham gia nhiệt tình và hăng hái hơn nữa trong những cái dịp buổi ôn tập cuối tuần sắp tới. Và xin được kết thúc cái buổi ôn tập nơi đây. Sa thú lành thai. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ.